Xin chào mọi người. Hôm nay mình đang tập vở. À, giới thiệu với mọi người một vài làn điệu hát hề và hát sắp. Thank you.
khoảng là khoảng 2 hôm nữa thì mình sẽ ra bài mới. Mọi người cố gắng dành thời gian để luyện tập nhé. Xin cho hạ quan được tiếp tục. Các vương lai. Ta nói nhà của hậu cung 2 năm rồi đó. Bà con muốn tập tiếp cho hay hơn nhạc của triều đình sao? Dạ, muốn tâu lệnh bà dàn nhạc hậu cung chỉ để cho đoàn cường thanh vương cùng các vương nước nghe tiếng hòa ẩn hưởng bộ cả thành điều quy lấy sáng từ những bản nhạc dân gian đâu dám so với nhạc triều đình mình mang về. Đang tập vở mới để đi hội diễn tháng 9. Gặp mọi người vào tháng 9 tại Bắc Ninh hay Bắc Giang. Bà nói gì? Bà nói gì? Ở vùng Trung Bắc. Tháng 9 này là sẽ có cái hội diễn ở đấy. Người mà yêu thích chèo thì có thể là đến đấy để xem thoải mái chèo luôn. Cả nửa tháng chỉ có xem chèo thôi. Sẽ trở thành người nối ngôi chỉ đại, những bậc đại thần quy sớm thầy trong hôm nay nhà hát mình có 2 vở. Thì tại là đang dựng một vở đầu tiên. Chắc là sẽ tháng tháng sáng sau sẽ dựng tiếp một vở thứ 2. Thái tử sẽ trở thành vị vua mà muôn dân trông cậy, giỏi kinh thư thao lược mà lời nói cũng phải hay. Dùng những lời lẽ chua cay trong tam diệp ấy là cầu hiệp. Và thì lô này ta có ý gửi gươm nhi cho bà lộ lên giáo hóa khá khen cho anh tả sắc mô cho cái câu vừa này, ví dụ cái câu vừa nhá. Thì anh ngươi vừa nói gì, ngươi vừa nói gì? Ai khẩu nghiệp, ai ăn nói thua canh. Qua việc này ta cũng thấy cáo về mày trời không cho bà được nước con để làm người uống trò đấy cả thì em là chưa biết bao nhiêu thì ba mà không đủ biết ý thì tất cả các cơ quan phải đều nghiên cứu là hết nha. Rồi tiếp tục nhé. Thái tử Dương Triều sẽ trở thành người nối ngôi chỉ đại, những bậc đại thần sẽ phải suy lâm chọn thầy dạy phải đại những bậc tốt nhau chứ đâu phải ai cũng phụ được cho bằng thầy. Thế sẽ trở thành vị vua mà muôn dân trông cậy, giỏi kinh thư thao lược mà lời nói cũng phải hay, tránh dùng những lời lẽ chua cay trong tam nghiệp ấy là cầu hôn nghiệp. Khi mà mình diễn vở thì vào những cái bài hát mà tính cách dạng như những nhanh nhanh như những cái bài hát sắp ấy. Thì những cái bài đấy mình cần nhiều cái sự nhiều cái kỹ thuật hơn mà anh phải chủ động, thật thật chủ động. Chứ không mà rất dễ bị rớt ở những cái tình huống đấy.
Thank you.
chứ. Và rơi nổi nổi đình phân giày. Hoặc gian tạ tội của thế kỳ quân. Chẳng biết gì đâu. Chẳng có kẻ sát tâm. Thằng hải tạ vì sợ phần thua kìa. Giọt mau hoàng ân ngăn ngăn trong bùng. Nếu tạ bị phạt tình. Tay đau quá. Nếu tạ bị phạt tình không thể kiếm sinh. Mọi người có biết làn điệu này là làn điệu gì không? Cũng ít hát thôi. Diễn như thế này thì thường thường có xu hướng là để cho diễn viên solo trước, dàn nhạc sẽ đón vào sau. Nếu mà ca sĩ nào mà người ta hát tốt ấy, thì người ta sẽ khoe được giọng ra rất là hay. Thank you.
ai chỉ thương người xa vắng, hồng nhan chi kỳ thấu hoa tan. Lòng xuôi mấy lần, lá rơi ngàn dặm hỏi bạn thương. Có biết trong tâm ta thường mong nhớ, mong nhớ. Từ trường tu không leo mặt. Ôi con sơn nghe xuống. Đây là quan trọng lắm này. Xin chào. Nàng đã hạ sinh.